Chống cái gì ạ? Cái nòng cổ. Tức là chúng ta lớn tuổi chúng ta hay bị xệ, rồi bị cái nòng cổ ạ. Bây giờ anh muốn lên chia sẻ một chút xíu. Mọi người sẵn sàng đây ạ. Tôi có từ đây học lâu rồi đó. Tôi học lâu rồi nhưng mà tôi có cái kinh nghiệm này nè. Ví dụ mà bơm máu lên đi cổ á, bơm máu lên đi cổ á, cái không phải mình chữa cho mình mà mình chữa cho mình á, chữa cho mình cách nào? Đó là buổi sáng á, hay là buổi tối trong khi đi ngủ á, chuẩn bị cái cổ này nó rất ngọt. Nên đâu có cái gì nói rồi. Thì mỗi sáng khi mình nó mạch xong rồi, tôi mới thay vì bơm máu, bơm đấu lên não thì bơm coi được chỗ này. Bơm một cỡ bảy trái của mình hả? Mỗi bên. Tự nhiên cổ giờ thấy nó thoát nó gọn. Cái nằm bóp vậy? Ngang nè. Bóp ngang đó là bơm máu lên não đó. Bóp coi được bụng. Bóp chừa 7 tới 10 cái. Thì bây giờ thấy cái cổ đó là thoát gọn. Nếu giờ mấy bà, mấy cô, mấy bà, mấy anh mà nếu bây giờ cái cổ thấy nó bự nó bọc vậy nè. Thì lên bóp cái này. Cái này rất hay lắm. Đấy là ứng dụng cái tâm trí nhân tâm vào cái cuộc sống của mỗi ngày. Mỗi ngày mình làm thì tự nhiên chỗ này hết. Sao tôi bóp cho lên sau này nè. Thay vì mình mà bơm máu rồi nó lâu quá, có sức cổ. Có sức cổ thì cái đốt sức cổ này tự nhiên nó hết, hết rồi nào cũng hay. Hết, coi như hết không quá luôn. Bóp phía trước, bóp qua đường trọng, bóp đi cơ phía sau. Thấy giờ cổ thấy đường con còn thôi nè. Giờ còn cái chân đá. Chân đá là mấy bà mấy cô nên sợ bụng mặt. Vừa thả cục đá, bám cục đá là. Cái bụng hết cái bụng luôn. Một cái gọi này thấy bụng gọn, bụng gọn lên đây châu luôn á. Tức là nhìn ra chúng ta là nhìn cũng toàn cái tuổi đó. Nó trẻ chung mà hết cả cái nòng mỡ. Tất nhiên là mọi người biết là cái kỹ thuật mà anh hướng dẫn đó chính là chúng ta được học trong lớp tập thể yên tâm căn bản đó. Tức là một cái biện pháp mà mình đang nói với anh. Vâng, xin cảm ơn sự quan tâm của cho mọi người. Hốt đi anh em, chùm gam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.